về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời câu hỏi trong các bài học thuộc cuốn sách lịch sử lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu bài số 17, 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhà Trần thế kỷ thứ 13. Ở video này sẽ giúp các em chúng ta chữa những câu hỏi ở phần đầu bài, câu hỏi giữa bài và câu hỏi phần cuối bài. Đầu tiên, phần A, chúng ta sẽ chữa những câu hỏi đầu bài, câu hỏi trang 63, bài 17. Đầu năm 285, từ vùng đất Champa, tướng Toa Đô gửi thư về cho vua Nguyên là Hốt Tất Liệt. Nội dung có ghi là Giao Chỉ, tức Đại Việt, liền với đất Chân Lạp, Chiêm Thành, Vân Nam, Trung Quốc, Xiêm, Thái Lan, Miến, Myanmar, nên lập tỉnh ngay trên đất ấy và đóng quân trấn giữ, lấy lương ở đó cấp cho quân sĩ tránh được việc vận tải đường biển mệt nhọc. Lời đề nghị của Toa Đô được Hốt Tất Liệt thực hiện, nhưng 50 vạn quân Nguyên đã bị quân dân nhà Trần đánh tan. Vậy, nhân dân Đại Việt đã kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên và giành thắng lợi như thế nào? Thắng lợi đó có nguyên nhân từ đâu và có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để trả lời. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258. Vào tháng 1 năm 1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt. Quân giặc đến vùng Bình Lệ Nguyên thì bị phòng tuyến của quân dân nhà Trần chặn lại. Để bảo toàn lực lượng, vua Trần Thái Tông ra lệnh cho quân sĩ tạm thời rút lui, đồng thời cho nhân dân thực hiện kế sách thanh dã. Quân Mông Cổ tiến vào kinh thành Thăng Long, gặp cảnh vườn không nhà trống, bị lâm vào tình cảnh không có lương thực và gặp nhiều khó khăn nên lực lượng bị hao mòn dần. Ngày 29 tháng 1 năm 1258, quân dân nhà Trần tổ chức phản công ở Đông Bộ Đầu, cuộc kháng chiến kết thúc giành thắng lợi. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285. Quân Nguyên ở phía Bắc trên đường tháo chạy đã biết tập thành lập các kích tại Sông Cầu, tại Vạn Kiếp, tại Vĩnh Bình. Cánh quân giúp về Đại Lý thì bị quân ta tập kích tại Phù Ninh. Cánh quân ở phía Nam, ở Chiêm Thành thì bị tiêu diệt hoàn toàn ở trên Tây Kết. Quân ta giành thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến thứ hai này. Tiếp đến là trận chiến thứ 3 năm 1285, năm 1288, thì thủy quân của quân Nguyên đã biết thành tiêu diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng. Quân bộ binh của Nguyên đã biết thành quân Đại Việt phục kích, tấn công dữ dội. Thì kết quả của cuộc kháng chiến lần thứ 3 cũng kết thúc thắng lợi. Này cũng là kết quả chung của ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Nguyên nhân mà nhà nước ta giành thắng lợi trong ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên là gì? Là do vua Tô nhà Trần đồng lòng kháng chiến, do công cuộc chuẩn bị kháng chiến rất là chu đáo toàn diện về mọi mặt của nhà Trần và có sự lãnh đạo tài tình của các nhà quân sự thiên tài như là Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần với chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo. Có tinh thần hy sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân và nòng cốt chính là quân đội nhà Trần. Vậy thì ý nghĩa của ba lần chống quân Mông Nguyên xâm lược là gì? Nó đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc. Thứ hai, thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Ý nghĩa số 3, góp phần xây dựng truyền thống của dân tộc, học thuyết quân sự và để lại nhiều bài học cho đời sau trong việc đấu tranh chống quân xâm lược. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cuộc kháng chiến giành thắng lợi của quân dân ta. Tiếp đến là chúng ta đến với phần B, trả lời câu hỏi giữa bài. Phần 1, cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Nguyên xâm lược. Năm 1258, trả lời câu hỏi 1, trang 64, em hãy tóm tắt diễn biến chính của kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ. Ta có thể trả lời như sau. Vào tháng 1 năm 1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt. Và quân giặc tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên thì bị chúng ta chặn lại. Để bảo toàn lực lượng thì vua Trần Thái Tông ra lệnh cho quân sĩ tạm thời rút lui, đồng thời cho nhân dân thực hiện kế sách thanh dã. Khi quân Mông Cổ tiến vào kinh thành Thăng Long, gặp cảnh vườn không nhà trống thì không có lương thực để ăn, nhiều người gặp khó khăn nên lực lượng hao mòn. Ngày 29 tháng 1 năm 1258, thì quân dân nhà Trần có tổ chức phản công ở Đông Bộ Đầu, cuộc kháng chiến giành kết thúc thắng lợi. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi 2 trang 64.
Em hãy nêu vai trò vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ trong cuộc kháng chiến này. À, vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ giữ vai trò chỉ huy quân đội, lãnh đạo của kháng chiến chống quân Mông Cổ của nhân dân Đại Việt ta. Vua và Thái sư đã đưa ra những cái chủ trương kế sách đúng đắn, ví dụ như là chủ động rút lui khỏi kinh thành này, tổng phản công khi quân Mông Cổ đang gặp khó khăn này, kế sách đánh giặc đúng đắn đó chính là cái điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến. Và trong thời gian đầu của kháng chiến thì đối mặt với quân Mông Cổ hùng mạnh, Thái sư Trần Thủ Độ không hề nao núng mà khẳng khái tâu với vua Trần Thái Tông rằng: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo." Câu nói trên đã thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt, khí thế hiên ngang của Thái sư, đồng thời cũng góp phần làm yên lòng dân, quân sĩ và nhân dân. Tìm hiểu xong cuộc kháng chiến thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 2, cuộc kháng chiến thứ 2 chống quân xâm lược Nguyên năm 1285. Em hãy trả lời gọi thứ nhất trang 66, tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Nguyên. Chúng ta tìm hiểu đầu tiên là về diễn biến. Vào cuối tháng 1 năm 1285, quân Nguyên tràn vào xâm lược Đại Việt từ nhiều phía. Thoát Hoan thì chỉ huy 50 vạn quân từ Trung Quốc tiến vào. Toa Đô thì nhận lệnh dẫn 10 vạn quân từ Champa đánh phía Bắc. Vào tháng 2 năm 1285, trước thế mạnh của giặc, quân dân nhà Trần rút về Vạn Kiếp, sau đó thì về Thăng Long, rồi lui về Thiên Trường để đảm bảo lực lượng chờ thời cơ đến để phản công. Trong thời gian tháng 3 đến tháng 4 năm 1285, thì nhân dân Đại Việt thực hiện chính sách thanh dã, phối hợp với quân triều đình chống giặc ở khắp nơi, khiến quân Nguyên lâm vào tình cảnh khó khăn. Lợi dụng thời cơ đó, quân Trần tổ chức phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nơi. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Chúng ta sẽ nêu vai trò của Trần Nhân Tông và Trần Quốc Tuấn ở trong cuộc kháng chiến này. Họ chính là những người lãnh đạo tối cao, còn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là người giữ vai trò chỉ huy của kháng chiến. Vua và Đại Vương đề ra những đường lối quân sự độc đáo, sáng tạo, giúp nhân dân Đại Việt chiến thắng kẻ thù xâm lược. Và trong thời gian kháng chiến khi đối mặt với quân Nguyên hùng mạnh, vua Trần Nhân Tông có hỏi ý kiến của vua Trần Hưng Đạo Đại Vương về chủ trương đánh giặc. Đại Vương đã không hề nao núng mà khẳng khái tâu với vua rằng: "Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã." Câu nói trên thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt, khí thế hiên ngang của Đại Việt, đồng thời cũng góp phần làm yên lòng quân sĩ và nhân dân. Mặt khác thì trong quá trình diễn ra cuộc kháng chiến, Hưng Đạo Đại Vương đã chủ động giản hòa, hòa giản và xóa bỏ mâu thuẫn trong nội tộc. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đến cuộc kháng chiến lần số 3 chống quân xâm lược Nguyên. Vào năm 1287, năm 1288, em hãy tóm tắt những diễn biến chính của kháng chiến này. Chúng ta sẽ tóm tắt như sau. Sự kiện đầu tiên là vào cuối tháng 12 năm 1287, quân Nguyên ổ ạt tấn công vào Đại Việt. Quân do bộ Thoát Hoan chỉ huy theo đường bộ, tiến theo đường Lạng Sơn, và quân thủy thì do Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường biển, đi theo đường sông Bạch Đằng. Tiếp sau là đoàn thuyền Lương do Trương Văn Hổ chỉ huy. Sự kiện tiếp là vào tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan tiến vào Thăng Long, gặp cảnh vườn không nhà trống, quân Nguyên tiến đánh các căn cứ của quân Trần nhưng gặp thất bại. Đến tháng 2 năm 1288, Trần Khánh Dư cho quân mai phục ở Vân Đồn, tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Tháng 3 năm 1288, nhà Trần tổ chức phản công nhiều nơi, giành thắng lợi, quyết định cho trận Bạch Đằng. Như vậy là cuộc kháng chiến lần thứ 3 cũng giành tất thắng. Và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 trang 67. Em hãy nêu vai trò của vua Trần Nhân Tông và vua Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến này. Chúng ta có thể khẳng định được rằng đây chính là những người chỉ huy quân sự tối cao của kháng chiến. Vua và Đại Vương đã đề ra những đường lối quân sự độc đáo, sáng tạo, giúp nhân dân, dân Đại Việt chiến thắng kẻ thù. Vậy thì tại sao lại có những cái chiến thắng lẫy lừng như thế? Chắc hẳn cũng phải có những nguyên nhân xa xôi nào đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 4, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. Đọc cái tư liệu kết hợp với quan sát hình trong câu hỏi 1 trang 68, phân tích nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thế kỷ thứ 13. Chúng ta sẽ gợi ý như sau. Nguyên nhân tinh chủ quan đó chính là có tinh thần yêu nước, đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc của nước Đại Việt ta. Nguyên nhân thứ hai là nhà Trần có đường lối chiến lược đấu tranh đúng đắn, tiến hành chiến tranh nhân dân, nêu cao tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh. Số 3 là quân dân nhà Trần thực hiện nhiều chiến thuật quân sự độc đáo, linh hoạt, sáng tạo. Nhà Trần thì có đội ngũ tướng lĩnh tài giỏi như
Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến nguyên nhân khách quan do quân Nguyên Mông khi xâm lược Đại Việt phải đối mặt với nhiều khó khăn như là thiếu lương thực, không hợp khí hậu, thủy thổ, không phát huy được sở trường của kinh bị, kỵ binh. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhà Trần. Ý nghĩa đầu tiên là đập tan tham vọng và ý chí xâm lược nước Đại Việt của đế chế Mông Nguyên, bảo toàn được lực lượng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế của nước Đại Việt ta. Ý nghĩa tiếp theo là nó thể hiện sức mạnh của dân tộc đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Tiếp đến, góp phần làm suy yếu đế quốc Mông Nguyên, ngăn chặn xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước khác, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm phong phú nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần C, luyện tập và vận dụng. Luyện tập 1, trang 68. Em hãy trình bày khái quát diễn biến kết quả ý nghĩa của 3 lần chống quân Mông Nguyên xâm lược của nhà Trần vào thế kỷ 13. Đây chúng ta có thể theo dõi lên hình ảnh của cô. Chúng ta sẽ tóm tắt lại những cái nội dung mà chúng ta đã được học của 3 cuộc kháng chiến. Cuộc kháng chiến thứ nhất chống quân Mông Nguyên vào năm 1258 giành thắng lợi. Cuộc kháng chiến lần số 2 vào năm 1285 do Thoát Hoan chỉ huy đã bị thất bại và nhân dân Đại Việt ta giành chiến thắng. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 vào năm 1288 do thực hiện chính sách phản công rất là linh hoạt và sáng tạo, chúng ta cũng giành thắng lợi. Ý nghĩa của tất cả những cuộc kháng chiến này là bảo toàn được độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia dân tộc. Chúng ta khẳng định cái lòng yêu nước, đúng không nào? Đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, để lại những kinh nghiệm quý báu cho đời sau, làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự của nước Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi vận dụng 2, trang 68. Tìm hiểu và giới thiệu danh nhân tiêu biểu của thời Trần có công trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thế kỷ 13. Chúng ta có thể lấy theo gợi ý của cô giới thiệu về vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông sinh năm 1258, mất năm 1308, tên thật là Trần Khâm, là con trưởng của Trần Thánh Tông. Trần Nhân Tông là một ông vua yêu nước, anh hùng, nổi tiếng khoan hòa, nhân ái, đã lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên giành thắng lợi vẻ vang. Ông sùng đạo Phật. Và Trần Nhân Tông là một nhà văn hóa, nhà thơ tiêu biểu của thời Trần. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần vận dụng 368. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? Chúng ta có thể theo dõi được rằng cái tinh thần yêu nước của thời Trần hiện nay giúp củng cố và phát huy tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết của dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đến là từng bước hiện đại hóa quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Đại Việt ta. Vậy, câu hỏi này đã khép lại toàn bộ nội dung của bài học số 17. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở trong những video sau. Một chúc các em học tốt. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.